Ngày 23 tháng 7 vừa qua, sinh viên Viện Đào tạo Liên kết Quốc tế FAI Đại học FPT đã có buổi tham quan doanh nghiệp tại VNP Group, công ty cổ phần vật giá Việt Nam, để tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp và nghe chia sẻ dành cho các tân sinh viên khi ra trường có thể hòa nhập với doanh nghiệp một cách nhanh nhất. Công ty cổ phần vật giá Việt Nam VNP Group qua 7 năm hình thành và phát triển đã từng bước khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực thương mại điện tử cũng như truyền thông Internet. Hiện nay, VNP Group là đối tác chiến lược cho các tập đoàn đầu tư hàng đầu của Nhật Bản như CyberAgent Venture, tập đoàn tài chính Mitsu, quỹ đầu tư IDG của Mỹ và CAI của Nhật Bản. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn sinh viên FPT được tham quan tất cả các phòng ban làm việc tại vật giá để hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ cũng như quy trình làm việc tại một công ty thương mại điện tử. Các bạn sinh viên đều khá bất ngờ và hứng thú với mô hình làm việc cũng như cách trang trí môi trường công sở tại vật giá. Hội nhập văn hóa doanh nghiệp là một trong những yếu tố quyết định thành công trong công việc. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai môi trường giảng đường và doanh nghiệp, cộng thêm sự thiếu chuẩn bị về kỹ năng, tâm lý đã khiến không ít những tân cử nhân gặp phải khó khăn và trở ngại khi hòa nhập vào doanh nghiệp. Làm sao để thuyết phục nhà tuyển dụng mình là ứng viên phù hợp nhất với doanh nghiệp? Làm thế nào để làm quen với công việc một cách nhanh nhất? Là những nội dung mà anh Phạm Hải Văn, trưởng phòng tuyển dụng công ty vật giá chia sẻ với các bạn sinh viên FPT. Qua những câu chuyện rất chân thật, gần gũi từ kinh nghiệm tuyển dụng cũng như trải nghiệm khi mới ra trường của anh Văn, các bạn sinh viên FPT đã tích lũy được cho mình không ít những bí quyết để có thể thuyết phục nhà tuyển dụng khi đi xin việc. Có thể nói, thúc đẩy các chương trình tham quan và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp là một định hướng quan trọng trong chiến lược đào tạo của Đại học FPT. Qua đó, đây cũng là một cơ hội để sinh viên FPT có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn khi tốt nghiệp ra trường. Một lần nữa, chuyến tham quan doanh nghiệp với công ty vật giá lại giúp cho các bạn sinh viên FPT tích lũy được thêm những kinh nghiệm bổ ích cho công việc sau này. Anh nghĩ là có hai cái mà các bạn sinh viên Việt Nam mình đang yếu và các bạn cần bổ sung ngay, càng sớm càng tốt. Đầu tiên là hãy cố gắng làm sao để mình tìm hiểu được càng nhiều tài liệu, càng nhiều thông tin càng tốt. Tại vì bây giờ Internet nó rất là phổ biến rồi và việc mọi người tìm hiểu thông tin, tài liệu thông qua Internet nó rất là dễ. Đặc biệt là những cái mô hình thành công trên thế giới thì các bạn hãy cố gắng tìm hiểu, đọc thật nhiều. Và đặc biệt là những chuyên ngành mà các bạn đang theo học thì hãy cố gắng tìm nhiều tài liệu liên quan đến nó để tìm hiểu. Cái thứ hai nữa là anh khuyên các bạn sinh viên hãy ngay lập tức tìm một công việc nào đó để mình có thể làm việc. Việc gì cũng được, không quan trọng. Quan trọng là trong cái thời gian các bạn làm việc đấy nó sẽ giúp cho các bạn hiểu rất nhiều về các cái giá trị một công việc nó đem lại cho các bạn là cái gì. Giá trị của những cái đồng tiền mà khi chúng ta kiếm được trong thời gian chúng ta đi làm. Thì chính những cái điều đấy nó sẽ là cái mà giúp ích rất nhiều sau này khi các bạn ra trường, các bạn có thể tự hào và nói với doanh nghiệp là mình đã là người có kinh nghiệm, đã từng đi làm, đã từng trải nghiệm và đã từng phạm sai lầm, đã từng thất bại. Thì đấy là những cái quý giá nhất mà anh nghĩ là các bạn sinh viên nên có. Doanh nghiệp vật giá hôm nay thì mình cảm thấy rằng là mình cần phải học hỏi rất là nhiều điều, học tập ra thì mình phải cố gắng có thêm những cái kỹ năng khác là mình sẽ phải đi làm thêm để